Đây là bài viết Cà phê một mình, những bài học trường đời, phần 15 của tác giả Dương A Quy. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Học tiếng Hàn Quốc. Quả thật, thời gian làm việc cùng Mr. Kim là quãng thời gian rất tuyệt đối với tôi. Một người sếp tốt, một công việc khá nhàn hạ, mức thu nhập ổn, học thêm được nhiều điều từ cách sống cho tới những kiến thức mới. Việc học tiếng Hàn đối với tôi có vẻ dễ hơn so với tiếng Anh, tôi cũng không biết tại sao lại như thế nữa. Suốt mười mấy năm học tiếng Anh, tôi không hề thấy thích thú. Phần vì học đối phó, phần vì cố gắng mấy thì điểm của tôi vẫn không cao. Khi học tiếng Hàn thì tôi có cảm giác mình được làm lại từ đầu, do đó tôi xác định học một cách khá nghiêm túc. Tôi phải tự đi tìm thầy, tìm lớp để học, bởi vì Mr. Kim chỉ cho yêu cầu phải đạt chứng chỉ tiếng Hàn ít nhất là Topic 1, còn học ở đâu, học như thế nào thì ông không quy định. Đây là phương châm làm việc mà tôi khá thích, chỉ xét kết quả, không quan trọng quá trình. Ấy nhưng mà thích là một chuyện, còn việc thực hiện nó lại là chuyện khác. Với phương châm kia, đừng có nghĩ quá trình không quan trọng, nó chỉ không quan trọng với sếp thôi, bởi cái họ quan tâm chỉ là cái đích. Làm sao để đến đích là việc của mình, nên với mình thì quá trình là quan trọng. Tôi hiểu khá rõ vấn đề này, bởi thời gian qua tôi đã tiếp xúc và thực hiện những điều tương tự rất nhiều rồi. Các khách hàng Excel của tôi cũng vậy, họ chỉ cần kết quả thôi. Tôi tìm được một địa điểm học tiếng Hàn khá nổi tiếng qua Facebook, Ông Hàn Quốc. Review về lớp này khá tốt nên tôi quyết định đăng ký. Bởi vì tôi không muốn học những lớp quá đông, chỉ khoảng tầm dưới 20 người là được. Cái tôi quan tâm là chất lượng chứ không phải là hình thức học. Tôi đến đăng ký, gặp thầy. Thầy là một người đã lớn tuổi nhưng rất thân thiện và gần gũi. Thầy có hơn 20 năm sống ở Triều Tiên. Người Việt Nam tham gia học tập, nghiên cứu, làm việc bên Triều Tiên thì cũng không ít. Thầy của thầy thì quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc không tốt lắm, nên đa số là quan hệ với Triều Tiên thôi. Lớp học diễn ra vào buổi tối và có khoảng hơn 10 thành viên. Đa số là các bạn trẻ, chỉ có khoảng vài người là đang đi làm giống như tôi. Chúng tôi bắt đầu từ con số 0, theo như cách nói tiếng Việt là học đánh vần ABC, thì cách nói tiếng Hàn là học đánh vần Katana. Điều thú vị với tôi là tiếng Hàn rất dễ nhớ và dễ hiểu, từ cách viết cho tới cách đọc. Khi hiểu về các nguyên âm, phụ âm rồi cách viết, cách đọc, tôi có thể bắt nhịp khá là nhanh. Một điểm nữa là tôi cũng thích cách dạy của thầy. Thầy giảng giải các vấn đề chi tiết, giọng nói to, rõ ràng, dễ hiểu, cùng với thái độ cũng khá nghiêm khắc. Tôi thấy được ở thầy sự tâm huyết, nhiệt tình với công việc. Chính điều đó đã giúp tôi có động lực để học tập và vượt qua những trở ngại tâm lý ban đầu. Tôi học cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Hầu hết học ngoại ngữ đều phải học cả 4 kỹ năng này, nhưng thầy phân bổ khá đồng đều các kỹ năng. Đây là điểm tôi thấy khác so với khi học tiếng Anh trước đây của tôi. Có thể là tôi học tiếng Anh không đúng phương pháp. Nhưng không hẳn là do thầy quyết định, mà đến khi thi Topic tôi mới hiểu người ta thi đồng thời cả 4 kỹ năng này. Tôi bắt đầu nhận ra kỹ năng đọc viết của mình khá hơn so với kỹ năng nghe nói. Tôi khá dễ dàng trong việc nhận mặt chữ, viết chữ, kết hợp với việc đã quen sử dụng máy tính, điện thoại để hỗ trợ dịch những đoạn văn bản dài. Việc hiểu ra mình có lợi thế ở kỹ năng nào cũng giúp tôi khá nhiều trong việc điều chỉnh phương pháp học và ôn thi. Kỳ thi tiếng Hàn tới, tôi bị bất ngờ bởi cách họ tiến hành thi, một sự nghiêm túc rất cao. Mỗi người một bàn. Chúng tôi thi tại một trường tiểu học nên ngồi ở loại bàn dành cho trẻ con, nhưng mà cũng không thể xoay sở được. Phòng thi gồm có 3 giám thị và họ trông thi rất chặt, gần như chẳng thể có khả năng quay cóp hỏi bài người khác. Tất cả chỉ tập trung vào việc làm bài mà thôi. Cách thức tổ chức bài thi cũng rất khoa học, trắc nghiệm theo đủ loại, một đáp án, nhiều đáp án, chọn đáp án đúng, chọn đáp án sai, viết đoạn văn, phán đoán tình huống dựa vào đọc hiểu để không có chuyện chọn ngẫu nhiên hay là may mắn được. Cả phần thi nghe cũng đảm bảo loa to, rõ, đủ chậm, dễ nghe, đặc biệt là sự yên tĩnh khi nghe. Tôi có cảm giác kỳ thi này nghiêm túc hơn cả kỳ thi đại học. Kết quả là tôi cũng đủ điểm để đậu Topic 1, dù điểm không cao nhưng mà đối với tôi mà nói, đó là kết quả xứng đáng cho những gì mà tôi đã bỏ ra. Quả thực kỳ thi này để lại trong tôi nhiều ấn tượng, nó đã thay đổi khá nhiều suy nghĩ trong tôi về việc học một ngoại ngữ và cách để tổ chức một kỳ thi.
Chính nhờ điều đó mà tôi có thêm rất nhiều kinh nghiệm và ý tưởng cho thời gian sau này khi tôi trở thành một người dạy Excel. Khi học một ngôn ngữ, điều thú vị nhất có lẽ là tôi hiểu thêm về cách tư duy ngôn ngữ mới. Tư duy ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc sẽ giúp tôi suy nghĩ được sâu hơn, viết ra được những cảm xúc, suy nghĩ bên trong đầu mình dễ hơn. Chính nhờ nó mà tôi có thể điều chỉnh cách sử dụng tiếng Việt của mình, thứ mà trước đây tôi không hề để ý tới. Tôi nhận ra không chỉ riêng mình mà những người khác, những người xung quanh tôi, họ cũng gặp tình trạng tương tự. Tôi đã từng nghĩ rằng nếu không nói một vấn đề bằng tiếng Việt được, thì làm sao mà nói bằng ngôn ngữ khác được. Nhưng sau đó tôi đã phải suy nghĩ lại, có những thứ nói bằng ngôn ngữ khác thật dễ, nhưng nói bằng tiếng Việt thật khó. To be continued, hết phần 15. 26 tháng 2 năm 2021. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!